Trường tiểu học Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ việc dạy học của cô giáo dùng roi tre đánh học trò vì không làm bài tập. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã nhận báo cáo của trường tiểu học Hải Hòa về vụ việc bà NTT, bà nội và là người trực tiếp nuôi dưỡng em PDQ, học sinh lớp 4B, phản ánh về việc em bị cô giáo LTH, giáo viên chủ nhiệm lớp, đánh vào ngày 30 tháng 9. Bước đầu, cô giáo cho biết do học sinh này không chịu làm bài tập về nhà. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng khi đến lớp học sinh này vẫn không tập trung học bài. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô hát viết bản tường trình vụ việc, đồng thời cùng đại diện ủy ban nhân dân phường thành lập tổ công tác đến gia đình học sinh, động viên thăm hỏi, đồng thời nắm bắt nguyện vọng của gia đình để có hướng giải quyết. Được biết cô LTH đã nghỉ hưu trước tuổi 2 năm nay do trường thiếu giáo viên nên ký hợp đồng lại để cô giảng dạy. Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết, đơn vị đang giao phòng giáo dục và đào tạo làm rõ và có báo cáo cụ thể sau khi có báo cáo, thị xã sẽ xử lý theo đúng quy định. Hiện nay, trường tiểu học Hải Hòa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B đối với cô LTH trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 10.